Hello mọi người, hôm nay lại là Segi nấu ăn cùng cái nồi đất mới mua 60.000 của tôi nha. À quên, là cái nồi sứ mới đúng. Đầu tiên thì chúng ta lại bắt đầu công đoạn đập tỏi nè, sắc tỏi nhuyễn. Và mọi người có thấy miếng thịt gì bên kia không? Đó là thịt gà, tôi sẽ tiếp tục làm món ăn từ thịt gà nha. Sau khi đã băm tỏi cho nhuyễn rồi thì tôi sẽ bỏ tỏi ra một bên nè. Tiếp tục sau đó thì sẽ sắc hành và sắc thịt, rồi tiến hành làm món ăn ngày hôm nay thôi. Phần hành và tỏi này thì một hồi mình sẽ dùng phi cho thơm nha, để khi mà chúng ta làm món này thì cái nước nó sền sệt lại thơm nữa, chấm gao hay là chiên cơm ăn thì rất là ngon luôn á. Trong tủ lạnh nhà tôi thì chỉ còn mỗi miếng ức gà như thế này thôi, nên hôm nay sẽ làm món kho từ ức gà nha. Chúng ta sẽ xắt miếng vừa ăn. Bình thường thì nhà mẹ tôi xắt miếng bự lắm, nhưng mà tôi ăn thì tôi xắt miếng nhỏ 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 vừa tôi ăn thôi. Cắt nhỏ thì vừa thấm gia vị, ăn vừa dễ nè, mà lại nhìn nồi thịt được nhiều hơn nữa đúng không? Chặt gà 7-7-4-9 lần mà chưa đứt là biết tôi mạnh cỡ nào đó nha mọi người. Bây giờ thì tôi chuyển chiến thuật nha. Tôi sẽ cắt ở trên thịt một đường, rồi sau đó dùng kéo cắt cho nó nhẹ nhàng hơn nha. Công nhận cách này thì nó dễ hơn thiệt, và đây cũng là cách mà mẹ tôi chỉ tôi đó mọi người. Lúc mà ở những nơi không có cây dao bén á, thì mẹ tôi thường làm như vậy nè. Và hồi đó mẹ tôi đi bán cá nữa thì mẹ tôi cũng làm vậy đó. Mẹ tôi cắt một đường cho mình con cá, rồi sau đó mẹ tôi sẽ lấy kéo cắt. Mẹ tôi nói làm gì nó sẽ dễ đỡ tốn sức hơn. Còn phần thịt này á, thì tôi sẽ cắt miếng vừa ăn thôi. Tôi cắt dọc như vậy đó, rồi một hồi tôi cắt ngang trở lại nha, thành miếng vuông 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 hồi thôi, nhìn đẹp mắt hơn á. Thiệt, nhìn cái phần thịt này nó đẹp mắt thiệt mọi người. Sau đó thì chúng ta cho một ít dầu vào cái nồi sứ 60.000 của tôi nha. Tiếp tục cho đường, hôm nay tôi sẽ làm caramel. Ủi lộn, làm nước màu nha mọi người. Sau đó dùng đũa khuấy nè, khuấy khuấy từ từ cho đường nó tan ra và nó lên màu của nước màu nha, màu cánh gián á. Vì tôi không có ăn nước màu đậm lắm nên là cái khúc này tôi sẽ bỏ luôn tỏi với hành vào phi cho nó thơm và cái màu cánh gián không bị đậm quá nha. Nhìn cái màu là thấy hấp dẫn rồi, mùi thơm như ngút lên. Sau đó cho thịt gà vô, đảo đường nè, và chở đường hay mặt cái nói cho nó săn lại cái đó. Lúc nghe xèo 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 là cái bụng tôi nó ngán, nó đói lắm rồi đó mọi người. Mình phải chở đường hay mặt nghe cho nó ngắn nha chị. Còn tầm 3-4 phút cái đã, rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu nêm nếm nha. Mẹ tôi nói làm gì thì sau khi mình kho, miếng thịt nó sẽ ngon hơn, thấm gia vị nhanh hơn á. Bây giờ thì tôi sẽ nêm đường vô nha. Tôi hạn chế ăn đường khác nên tôi nêm đường vàng, hạt nêm nè. Nhà tôi ăn mặn nên tôi cho muối, một xíu bột ngọt nữa, vì ăn nhiều người đâu phải mình ăn tôi đâu đúng không? Chứ thường tôi cũng ít ăn bột ngọt lắm, cho khoảng 3 muỗng nước mắm, tùy vào cái khẩu vị ăn mặn nhạt của gia đình này nha. Sau đó thì tôi cho khoảng nửa chén nước vào xăm xắp và bắt lên bếp kho thôi. Sôi lên thì mình vớt bọt nha, cũng đơn giản lắm. Món này ở quê tôi gọi là món thịt gà kho lạc á mọi người. Món này thì mình có thể là lấy nước của nó chấm gao chan cơm ăn, hoặc là chúng ta có thể là lấy nước nó nặng thêm một chút chanh vô nữa mọi người, chấm gao và chan cơm ăn thì cũng ngon lắm luôn á. Lần đầu tôi qua nhà bạn tôi ở Vĩnh Long á, thì tôi nói món thịt kho lạc thì không ai hiểu hết trơn nha mọi người, không biết ở chỗ mọi người sao. Hôm nay thì tôi sẽ ăn với chuối và ăn với giá luộc chấm nha. Sau khi mà thịt đã kho xăm sắp nước nước rút cạn dần rồi, mùi thơm nghi ngút của mọi người, thì mình sẽ chở đều hai mặt và sau đó cho hành vô nè, cho tiêu vô và cuối cùng là tắt bếp và thưởng thức thôi. Nhìn nồi kho của mình hấp dẫn quá đúng không mọi người? Và cái này thì như mình nói, mình sẽ ăn chung với giá luộc nè và chuối nè. Bây giờ thì để nắp lại chờ cả nhà về ăn.